Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel Làm Đẹp Khoa Học. Video này sẽ là phần 1 của chuỗi series bệnh béo phì và cách phòng. Béo phì là tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng của cơ thể hay toàn thân đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe. Và béo phì là tình trạng sức khỏe có nguyên nhân dinh dưỡng. Và thường thường thì một người trưởng thành khỏe mạnh, dinh dưỡng hợp lý thì cân nặng của họ sẽ dao động trong giới hạn nhất định. Và hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới thường dùng chỉ số cơ thể BMI để nhận định tình trạng gầy hay là béo. Và người bị bệnh béo phì thì toàn thân hình sẽ phì nộn, nặng nề và khó coi, và còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh như là rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, sỏi thận, bệnh đái tháo đường, xương khớp và ung thư. Bên cạnh theo dõi tỷ số BMI thì chúng ta nên theo dõi thêm tỷ số vòng bụng trên vòng mông. Khi mà tỷ số này vượt quá 0,9 ở nam giới và 0,8 ở nữ giới thì các nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và bệnh đái tháo đường đều tăng lên. Hiện nay thì tình hình thừa cân và béo phì đang tăng lên với tốc độ báo động, không những ở các quốc gia phát triển mà ở các quốc gia đang phát triển. Và đây thật sự là mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai. Và chỉ số BMI bình thường thì nên ở giới hạn từ 20 cho đến 25, và trên 25 là thừa cân và trên 30 là béo phì. Và đó là chỉ số dành cho người châu Âu và người châu Mỹ. Còn đối với người châu Á thì BMI bình thường có giới hạn từ 18,5 cho đến 23. Như chúng ta đã biết thì cơ thể giữ được cân nặng ổn định là nhờ trạng thái cân bằng giữa năng lượng do thức ăn cung cấp và năng lượng tiêu hao cho lao động và các hoạt động khác của cơ thể. Và cân nặng cơ thể tăng lên thì có thể là do chế độ ăn dư thừa, vượt quá nhu cầu, hoặc là do nếp sống làm việc tĩnh và tiêu hao ít năng lượng. Và không nên coi ăn nhiều thịt, nhiều mỡ thì mới gây béo phì, mà chúng ta ăn quá nhiều tinh bột hoặc là đường, đồ ngọt thì đều có thể gây béo phì. Và tóm lại thì có thể chia nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh béo phì như sau. Thứ nhất là do khẩu phần ăn và thói quen ăn uống, đồ ăn thức uống được hấp thu và được oxy hóa để tạo thành nhiệt lượng, và năng lượng ăn quá nhu cầu thì sẽ được dự trữ dưới dạng mỡ. Các thức ăn giàu chất béo thì thường rất là ngon, cho nên người ta thường ăn quá thừa mà không biết. Và vì vậy cho nên khẩu phần nhiều mỡ thì dù là số lượng nhỏ thì cũng có thể gây thừa calo và tăng cân. Và không chỉ là ăn nhiều mỡ thịt mà ăn nhiều chất bột, đường, đồ ngọt thì đều có thể gây béo. Những thức ăn nhanh, nấu sẵn và miễn cưỡng ăn rau quả là một đặc trưng của bệnh béo phì. Và thói quen ăn nhiều vào bữa tối cũng là một điểm khác nhau giữa người béo và người không béo. Và hoạt động thể lực kém cùng với yếu tố ăn uống, sự gia tăng tỷ lệ béo phì đi song song với việc giảm hoạt động thể lực. Những người hoạt động thể lực nhiều thì thường ăn thức ăn giàu năng lượng, và khi họ thay đổi lối sống hoạt động nhưng vẫn giữ năng lượng, tức là calo đưa vào cơ thể quá nhiều, thì thói quen ăn nhiều cho nên là gây béo. Và điều này thì giải thích béo ở tuổi trung niên, hiện tượng béo phì ở các vận động viên sau khi giải nghệ và công nhân lao động chân tay có xu hướng béo phì khi nghỉ hưu. Béo phì không tốt đối với sức khỏe, và người càng béo thì nguy cơ bệnh càng nhiều. Và trước hết thì người béo phì dễ mắc các bệnh về tăng huyết áp, bệnh tim mạch do mạch vành, đái đường, hay là bị các rối loạn về dạ dày, ruột, sỏi mật và mất thoải mái trong cuộc sống. Người bị béo phì thì thường có cảm giác khó chịu về mùa hè do lớp mỡ dày như là một hệ thống cách nhiệt. Và người béo phì thì cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi chung toàn thân, hay là hay nhức đầu, tê buốt ở hai chân, làm cho cuộc sống thiếu thoải mái và giảm hiệu suất lao động. Vậy thì phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh béo phì, các nguyên tắc cần thiết để có thể tránh béo phì, chúng ta cần phải thực hiện những gì? Đó là chúng ta cần thực hiện một chế độ ăn uống hợp lý và các hoạt động thể lực đúng mức để duy trì cân bằng ổn định ở người trưởng thành, và đó là nguyên tắc cần thiết để có thể tránh được béo phì. Trong ăn uống thì chúng ta cần phải ăn năng lượng thấp và cân đối ít đường, đủ đạm và vitamin, nhiều rau quả và luyện tập. Tăng cân béo phì là vấn nạn của khá nhiều người ở mọi lứa tuổi trong cuộc sống đầy đủ của chúng ta hiện nay, và mặt trái của nó là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bởi những nguy cơ như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Vậy thì làm sao để có thể rút bỏ được những kg mỡ thừa? Làm Đẹp Khoa Học xin đưa ra những lời khuyên dành cho bạn muốn giảm cân hiệu quả. Chúng ta nên ghi nhật ký ăn uống. Các bạn hãy ghi lại tất cả những gì mà các bạn đã ăn uống vào sổ, ngày, giờ, món ăn uống và số lượng. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ ghi thêm lý do ăn, và bạn sẽ nhận ra những thói quen không tốt mà từ trước đến giờ mình không để ý, như là ăn vặt,
hoặc là ăn quá nhiều, ăn không phải là vì đói và rất là nhiều vấn đề nữa để dẫn đến thay đổi thói quen. Hãy theo dõi cân nặng mỗi tuần một lần trên cùng một cái cân. Vào buổi sáng sớm sau khi vệ sinh cá nhân và chưa ăn sáng thì sẽ giúp các bạn có thể phát hiện sớm được chiều hướng tăng cân hoặc là tốc độ giảm cân để có thể điều chỉnh kịp thời. Và bữa ăn giàu protein sẽ giúp người thừa cân đốt bỏ mỡ thừa, và những người thừa cân và béo phì thì có thể loại bỏ nhiều mỡ hơn bằng cách ăn những khẩu phần ăn giàu protein. Và theo một nghiên cứu mới đây thì các nghiên cứu trước đây đã chứng minh những người thừa cân thì có khả năng đốt mỡ không hiệu quả bằng những người bình thường. Và trong nghiên cứu mới, một nhóm tác giả ở Úc đã đánh giá thử liệu hàm lượng protein trong bữa ăn làm tăng khả năng đốt mỡ hay là không, thì họ nhận thấy những người đàn ông và phụ nữ thừa cân đốt nhiều mỡ sau bữa ăn hơn khi họ dùng bữa sáng và bữa trưa có nhiều protein hơn. Và có vẻ tăng hàm lượng protein sẽ giúp cải thiện khả năng đốt mỡ ở những người này, và những người thừa cân sau khi ăn khẩu phần ăn giàu protein thì có khả năng đốt mỡ còn hiệu quả hơn là những người bình thường. Các nghiên cứu cho rằng ăn nhiều protein sẽ giúp người ta giảm cân dễ dàng, một phần là do protein sẽ ức chế cảm giác thèm ăn tốt hơn mỡ hay là carbon hydrate. Và nghiên cứu mới không được thiết kế để tìm hiểu khả năng giảm cân của protein, và do đó thì đốt mỡ hiệu quả hơn không hẳn là cảm giảm cân khi mà dùng protein trong thời gian dài, và cần phải tiến hành các nghiên cứu tiếp theo để có thể trả lời câu hỏi này. Và có 18 người tình nguyện tham gia nghiên cứu, thì 6 trọng lượng bình thường và 6 người thừa cân, 4 người bị béo phì và ở với độ tuổi trung bình là 40, và những người này thì được đánh giá sự trao đổi chất trong 3 ngày riêng biệt. Và ở ngày thứ nhất thì họ được cho ăn các bữa ăn đối chứng chứa 58% carbon hydrate và 14% protein, và vào 2 ngày còn lại thì khẩu phần ăn có tỷ lệ dinh dưỡng cân bằng 1/3 năng lượng từ protein và 1/3 từ carbon hydrate. Trong 8 giờ sau khi ăn bữa đối chứng thì nhóm nghiên cứu đã nhận thấy những người thừa cân và béo phì đốt ít mỡ hơn những người khác, và khoảng cách này được thu hẹp khi họ dùng bữa có tỷ lệ protein cao. Và khẩu phần ăn giàu protein bao gồm sữa ít béo, thịt nạc, trứng cùng với bánh mì và rau quả. Nói chung thì mọi người nên ăn giảm bớt ăn sáng, càng nhiều thì càng dễ giảm cân. Và bữa sáng thì từ lâu vẫn được tôn vinh là bữa quan trọng nhất trong ngày. Và những nghiên cứu mới thì cho thấy rằng những người phụ nữ chỉ ăn một nửa lượng calo trong ngày vào bữa sáng thì có thể giảm được nhiều cân hơn so với những ai mà chỉ ăn một lượng nhỏ, và họ cũng ít bị tăng cân trở lại hơn. Và nguyên nhân là do ăn một bữa đầy đủ protein và carbon hydrate thì sẽ giảm được sự thèm muốn đồ ăn ngọt hoặc là các món ăn nhiều tinh bột, cũng như là có thể thúc đẩy sự trao đổi chất. Và các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu thói quen ăn bữa sáng ảnh hưởng tới cân nặng của 100 phụ nữ, và tất cả đều được ăn chế độ ít calo và ít carbon hydrate. Tuy nhiên thì một nửa được ăn bữa sáng lớn và chiếm gần một nửa lượng calo trong ngày, và nửa còn lại thì ăn sáng ít. Và khi mà đi được nửa chặng nghiên cứu, tức là tầm 4 tháng, thì những người phụ nữ ăn bữa sáng nhỏ thì giảm trung bình 12 kg, nhiều hơn nhóm còn lại 2,2 kg. Và những kết quả không chỉ dừng ở đó, mà sau 8 tháng thì những người ăn sáng ít thì lại tăng trung bình 8 kg, trong khi những người ăn bữa sáng lớn thì tiếp tục giảm cân và mất đi thêm 7 kg. Đến cuối nghiên cứu thì những ai ăn nhiều trong bữa sáng giảm hơn 21% tổng số cân nặng so với chỉ 4,5% ở những phụ nữ khác, thì những người ăn nhiều cũng cho biết họ cảm thấy ít đói hơn, đặc biệt là trước bữa trưa, và ít thèm đồ ngọt hơn. Và những chế độ ăn chỉ đơn thuần hạn chế carbon hydrate không đem lại hiệu quả bởi nó không làm giảm thèm muốn những đồ ăn giàu calo. Và ngoài ra thì bỏ bữa sáng thì cơ thể sẽ thiếu chất và dẫn đến tích trữ nhiều hơn vào bữa trưa và bữa tối. Và chúng ta ăn một nửa lượng calo trong ngày trong bữa sáng còn giúp cơ thể có thời gian để có thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả. Những người càng béo phì thì họ lại càng chậm chạp và lười vận động, và chính trọng lượng quá khổ của mình mà họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi vận động, và do đó thì càng ngày họ lại càng béo phì hơn. Và hãy cố gắng tăng cường vận động đến mức tối đa có thể thực hiện, cần thực hiện thường xuyên, và mỗi ngày dành ra từ nửa tiếng cho đến một tiếng để có thể luyện tập thể dục. Ít tăng cường tập luyện với bất cứ một môn thể thao nào mà bạn yêu thích, như là đi bộ thì cũng là một hình thức vận động dễ thực hiện nhất, và mỗi ngày thì chúng ta có thể chạy bộ chậm hoặc là đi bộ nhanh khoảng tầm 60 phút. Để giảm cân hiệu quả thì bạn cần phải biết cách tập luyện đúng cách, tập từ từ và tăng dần về khối lượng cũng như là thời gian. Và lúc mới bắt đầu thì bạn có thể tập từng đợt 30 phút và để cho cơ thể có thể thích nghi, và sau vài tuần thì mới tăng lên 1 cho đến 2 giờ, và bạn có thể tập luyện 2 buổi trong ngày, và một buổi với bài tập
chuyên biệt tập trung các vùng vào cơ thể tích lũy mỡ thừa như là bụng, mông, đùi, vai, lưng. Và một buổi thì với các môn thể thao mà bạn ưa thích như là bơi lội, đạp xe, đi bộ hay là tennis. Và với một số người có vấn đề về khớp gối, cột sống này thì việc tập luyện giảm béo là rất tốt, nhưng cần phải kiểm tra và tư vấn bởi các chuyên gia để có chương trình tập các bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình và hạn chế các hoạt động tĩnh tại như là ngồi lâu một chỗ hay là chơi game, internet, xem TV. Cà phê thì có tác dụng rất là tốt cho việc giảm béo và chất caffeine có tác dụng làm tăng khoảng 10% sự tiêu thụ năng lượng của cơ thể. Và nếu như uống nhiều cà phê thì sẽ có hại, nhưng nếu mỗi ngày bạn uống một ly thì sẽ góp phần tiêu hao bớt calo. Hãy uống trà xanh thay cho các loại nước ngọt. Trà xanh là giải pháp tốt nhất để có một thân hình cân đối, và trà xanh thì có chứa chất chống lão hóa, tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa và ổn định lượng đường ở trong máu cũng như là trọng lượng của cơ thể. Và trà xanh thì giúp gia tăng quá trình trao đổi chất và oxy hóa trong cơ thể. Đó là lý do chính giúp giảm cân hiệu quả. Mỗi ngày thì uống khoảng 5 tách trà xanh là liều thuốc kỳ diệu để có thể có thân hình mảnh mai. Ngoài ra thì các bạn hãy ăn thịt bò thay cho các loại thịt khác. Thịt bò là loại thức ăn tốt, có thể tốt cho việc giảm cân, không chứa các chất như là antibiotic, steroid và các kích thích tố gây hại khác. Thì lượng protein trong thịt bò tốt cho việc giảm cân như là kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể và giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Thì các bạn không nên ăn quá nhanh. Một nghiên cứu cho thấy rằng khi ăn nhanh một bát mì thì cơ thể sẽ hấp thụ 646 calo trong 9 phút, trong khi những người ăn chậm từ từ thưởng thức thì mất trung bình là 29 phút để hấp thụ 579 calo. Và ngoài ra thì vội vàng ăn còn có hại đến. Ngoài ra thì còn rất là nhiều yếu tố khác liên quan, và thiếu ngủ là một nguyên nhân. Và nghiên cứu trên động vật và người thì cho thấy rằng thiếu ngủ kinh niên thúc đẩy việc thèm ăn. Và trong những thập kỷ gần đây thì mọi người đã giảm giấc ngủ trung bình từ 9 xuống 7 tiếng. Yếu tố khác cũng quan trọng không kém, đó là điều hòa nhiệt độ. Và cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn khi buộc phải điều chỉnh thân nhiệt. Và ngoài ra thì người ta cũng thường ăn ít hơn trong khi thời tiết oi bức. Và điều hòa nhiệt độ thì tránh được cả hai yếu tố trên và khiến con người tích lũy nhiều calo hơn. Ở video sau, ở phần 2 của chuỗi series bệnh béo phì và cách phòng và chữa trị, thì mình sẽ chia sẻ về cách điều trị bệnh béo phì. Hãy subscribe kênh để không bỏ lỡ video đó. Và cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ mỗi tối.